Câu chuyện tình yêu ma mị, nàng và bóng ma. Phần 1. Gặp gỡ. Trong một ngôi làng nhỏ nằm bên bờ sông, nơi ánh trăng chiếu rọi những đám mây bồng bềnh, có một cô gái tên Lệ. Nàng nổi tiếng với sắc đẹp tuyệt trần, đôi mắt như nước hồ mùa thu và mái tóc dài óng ả. Mỗi đêm, khi ánh trăng sáng tỏ, Lệ thường ra bờ sông ngắm nhìn dòng nước chảy và suy nghĩ về cuộc đời. Một đêm, khi Lệ đang chìm đắm trong những suy tư của mình, nàng bỗng thấy một bóng người lướt qua. Đó là một cô gái tên Thanh, cũng là một người kỳ diệu, với làn da trắng như trăng và giọng nói ngọt ngào. Lệ cảm thấy trái tim mình thổn thức khi nghe Thanh cất tiếng hát. Hai nuôi and han chong tiaro ton ban then, chia esi and hung bi mat vo yosiemo. Dưới ánh trăng, tình bạn giữa họ đã nảy nở thành một tình yêu sâu sắc, mặc dù cả hai đều biết rằng tình yêu giữa họ không được xã hội chấp nhận. Phần 2. Ma mị. Nhưng có một điều kỳ lạ xảy ra khi tình yêu của họ trở nên mãnh liệt. Lệ bắt đầu thấy những hình ảnh ma quái trong giấc mơ, một bóng ma mặc áo trắng, mang một vẻ đẹp u buồn và đầy bí ẩn. Bóng ma này thường xuyên xuất hiện bên cạnh Thanh, như thể nàng ta đang canh giữ cho tình yêu của hai người. Bóng ma chính là hồn ma của một cô gái đã mất, tên là Minh. Cô đã từng yêu một người con gái và chịu đựng những đau khổ trong tình yêu. Minh không muốn thấy Lệ và Thanh lặp lại số phận bi thảm của mình. Vì vậy cô đã trở thành bóng ma của họ, nhằm ngăn cản tình yêu này phát triển. Phần 3. Nước mắt và đau thương. Khi Lệ và Thanh nhận ra sự hiện diện của Minh, họ cảm thấy hoang mang. Họ cố gắng tiếp tục yêu nhau, nhưng những hiện tượng kỳ lạ xảy ra liên tục, từ tiếng thì thầm trong gió đến những cơn gió lạnh bất ngờ. Cuối cùng, một đêm, khi ánh trăng chiếu sáng rực rỡ, Minh đã xuất hiện trước mặt họ. Ta không muốn thấy hai người phải đau khổ như ta, Minh nói, với giọng nói đau thương. Tình yêu giữa các cô không thể tồn tại trong thế giới này. Lệ và Thanh khóc nức nở, nhưng họ quyết tâm đấu tranh cho tình yêu của mình. Họ đã cầu xin Minh để cô hiểu rằng họ chỉ muốn sống hạnh phúc bên nhau. Phần 4. Chia tay. Tuy nhiên, Minh không thể chấp nhận điều đó. Cô đã ra lệnh cho gió và nước, khiến Lệ và Thanh phải chia tay. Họ bị tách biệt bởi những lực lượng ma quái, và trong một khoảnh khắc đau thương, Lệ đã mất Thanh vào tay bóng ma. Quá đau khổ, Lệ quyết định tìm kiếm một giải pháp. Nàng đã đến gặp một vị thầy phù thủy để nhờ giúp đỡ. Vị thầy phù thủy nói với nàng rằng chỉ có tình yêu chân thành mới có thể cứu được Thanh. Phần 5. Cuộc chiến giữa yêu thương và ma quái. Lệ trở về với lòng kiên định. Nàng đã đích thân đến nơi mà Minh trú ngụ, nơi mà hồn ma của cô sống. Lệ kêu gọi tình yêu của mình, thề sẽ không bao giờ từ bỏ. Thanh là tình yêu của ta. Ta sẽ không để bóng ma này phá hoại tình yêu của chúng ta. Minh xuất hiện, nhưng lần này, trong ánh sáng của tình yêu và nước mắt, Lệ đã cảm nhận được nỗi đau của Minh. Ta hiểu. Nhưng nếu các cô muốn yêu nhau, hãy chấp nhận những đau khổ mà tình yêu mang lại. Cuộc chiến giữa Lệ và Minh diễn ra, và cuối cùng, Lệ đã thuyết phục được Minh rằng tình yêu không phải là một lời nguyền, mà là một món quà. Phần 6. Hạnh phúc và luyến tiếc. Cuối cùng, Minh đã từ bỏ quyền lực của mình và để Lệ và Thanh trở lại bên nhau. Tuy nhiên, sự hiện diện của Minh vẫn mãi mãi in dấu trong tình yêu của họ. Họ đã hứa sẽ yêu nhau trọn đời, nhưng vẫn không quên những đau thương mà họ đã trải qua. Khi ánh trăng tỏa sáng, Lệ và Thanh đã nắm tay nhau, biết rằng tình yêu của họ sẽ không bao giờ bị chia cắt. Nhưng mỗi lần ánh trăng hiện lên, họ cũng cảm thấy nỗi nhớ về Minh, người đã giúp họ hiểu được giá trị của tình yêu. Và như vậy, câu chuyện về Lệ, Thanh và bóng ma Minh trở thành một truyền thuyết, được kể lại trong các buổi tối bên bờ sông, nơi mà tình yêu và những bóng ma vẫn tiếp tục sống mãi. Phần 7. Bầu trời tăm tối. Sau khi Minh buông tha cho Lệ và Thanh, tình yêu của họ trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Nhưng một nỗi lo lắng vẫn đeo bám Lệ. Minh có thực sự ra đi hay vẫn đang quan sát họ từ một nơi nào đó? Cảm giác bất an này khiến nàng quyết định tìm hiểu thêm về quá khứ của Minh. Một đêm, khi đang lượn lờ bên bờ sông, Lệ tình cờ gặp một người đàn ông tên Huy. Huy là một nhà nghiên cứu những câu chuyện lưu trai và những linh hồn chưa siêu thoát. Anh đến làng để tìm kiếm những câu chuyện ma mị và đã từng nghe về Minh. Huy hứa hẹn sẽ giúp Lệ
và Thanh giải mã bí ẩn về hồn ma của mình. Phần 8. Tìm kiếm sự thật. Lệ và Thanh đã đồng ý đi cùng Huy để tìm hiểu thêm về quá khứ của mình. Huy dẫn họ đến một thư viện cổ, nơi có những tài liệu về lịch sử của ngôi làng và những câu chuyện lưu trai. Họ đã tìm thấy một cuốn sách cũ, trong đó có một đoạn viết về tình yêu đồng giới và những nỗi đau mà những người yêu nhau phải chịu đựng. Minh đã yêu một cô gái tên là Nhi, Huy giải thích. Cô ấy cũng chịu nhiều đau khổ và đã tự vẫn sau khi bị gia đình phản đối. Minh không thể cứu được Nhi, vì vậy cô đã quyết định ở lại đây để bảo vệ những tình yêu giống như tình yêu của các cô. Lệ và Thanh cảm thấy tấm lòng của Minh. Họ hiểu rằng Minh không chỉ là một hồn ma, mà là một linh hồn đang tìm kiếm sự cứu rỗi cho chính mình và cho những tình yêu khác. Phần 9. Cuộc chiến với quá khứ. Khi Lệ, Thanh và Huy tiếp tục khám phá về Minh, họ phát hiện ra rằng có một lời nguyền liên quan đến tình yêu đồng giới trong làng. Những cặp đôi đồng tính sẽ phải chịu đựng sự chia ly nếu không tìm được cách hóa giải lời nguyền đó. Huy đã phát hiện ra một phương pháp để giải quyết lời nguyền, một nghi lễ cần phải thực hiện dưới ánh trăng tròn. Nhưng một đêm, khi họ đang chuẩn bị cho nghi lễ, Huy bỗng nhiên biến mất. Lệ và Thanh cảm thấy hoang mang và lo lắng, nhưng họ quyết định tiếp tục tìm kiếm Huy. Phần 10. Tình yêu và sự hy sinh. Lệ và Thanh lần theo dấu vết của Huy và phát hiện anh bị giam giữ trong một ngôi nhà hoang bởi một linh hồn ghen tuông. Linh hồn này chính là Nhi, cô gái mà Minh từng yêu, không chấp nhận rằng có người khác cũng yêu thương những người đồng tính. Các cô không thể thoát khỏi số phận của mình, Nhi nói, với ánh mắt đầy u ám. Nếu muốn cứu Huy, các cô phải từ bỏ tình yêu của mình. Lệ và Thanh cảm thấy tuyệt vọng. Họ yêu nhau sâu đậm và không thể nghĩ đến việc từ bỏ. Họ quyết định đối mặt với Nhi và thuyết phục cô rằng tình yêu không phải là một gánh nặng mà là một món quà. Chúng tôi không muốn chịu đựng như cô đã từng, Lệ nói. Tình yêu là điều tuyệt vời nhất và chúng tôi sẽ không để bất kỳ điều gì cản trở nó. Phần 11. Nghi lễ giải thoát. Cuối cùng, Nhi bị cảm hóa bởi lòng dũng cảm của họ. Cô quyết định không còn ghen tuông nữa và cho phép họ thực hiện nghi lễ dưới ánh trăng tròn để hóa giải lời nguyền. Trong đêm ấy, dưới bầu trời đầy sao, họ đã cùng nhau thực hiện nghi lễ, cầu nguyện cho tình yêu của họ và tất cả những cặp đôi đồng tính bị ngăn cản. Sau khi hoàn thành nghi lễ, ánh sáng từ trăng rực rỡ chiếu sáng cả khu rừng. Minh xuất hiện và nắm tay Nhi, cả hai đều mỉm cười. Cảm ơn các cô đã giúp chúng ta tìm thấy tự do. Bây giờ chúng ta có thể yên nghỉ. Phần 12. Hạnh phúc và hy vọng. Sau khi hóa giải lời nguyền, Lệ và Thanh cảm thấy như một gánh nặng đã được gỡ bỏ. Huy cũng được tự do và họ đã trở thành những người bạn thân thiết. Từ đó, họ cùng nhau tạo nên một câu chuyện mới cho ngôi làng, nơi tình yêu đồng tính không còn bị cấm đoán mà được chấp nhận và tôn trọng. Mỗi năm, vào đêm trăng tròn, ngôi làng sẽ tổ chức lễ hội yêu thương, nơi mọi người cùng nhau tôn vinh tình yêu, bất kể giới tính. Lệ và Thanh luôn nhớ đến Minh và Nhi, những người đã cho họ cơ hội để yêu nhau, và tình yêu của họ đã trở thành một biểu tượng cho tất cả những tình yêu khác. Ngôi làng trở thành một nơi đầy ánh sáng và yêu thương, nơi mọi người đều có thể sống thật với bản thân và theo đuổi tình yêu của mình mà không sợ hãi. Họ đã biến những bóng ma thành những câu chuyện đẹp, để mọi người cùng nhau kể lại và ghi nhớ. Tình yêu của Lệ và Thanh không chỉ là một câu chuyện đơn thuần, mà là một hành trình của sự hy sinh, lòng dũng cảm và niềm tin vào sức mạnh của tình yêu, dù là giữa đời thực hay trong thế giới ma mị. Phần 13. Những linh hồn được giải phóng. Sau lễ hội yêu thương, cuộc sống ở ngôi làng trở nên tươi đẹp hơn, nhưng trong lòng Lệ và Thanh vẫn còn cảm giác thiếu vắng một điều gì đó. Họ quyết định mở rộng tìm hiểu về những câu chuyện lưu trai trong vùng, với hy vọng sẽ tìm ra thêm những mảnh ghép từ quá khứ. Một ngày nọ, họ gặp một người phụ nữ tên Hương, một nhà thơ nổi tiếng sống bên cạnh rừng. Hương thường sáng tác những bài thơ đầy ma mị và có sức hấp dẫn kỳ lạ. Khi Lệ và Thanh kể về câu chuyện của mình, Hương đã ngay lập tức bị cuốn hút. Thật thú vị. Hương nói, đôi mắt lấp lánh. Có thể tôi có một bài thơ từ tổ tiên mình có liên quan đến tình yêu và hồn ma. Nó kể về một cặp đôi đã yêu nhau nhưng lại bị chia cắt bởi những thế lực đen tối. Phần 14. Khám phá những bí mật. Hương dẫn Lệ và Thanh đến một ngôi nhà cổ,
nơi tổ tiên của cô từng sống. Ở đó, họ tìm thấy một cuốn nhật ký cũ của một người phụ nữ tên Thảo, một trong những tổ tiên của Hương. Nhật ký kể về mối tình đẹp nhưng bi thảm giữa Thảo và một người phụ nữ khác tên là Phương. Thảo và Phương đã yêu nhau bất chấp những định kiến xã hội. Nhưng khi biết được tình yêu của họ, gia đình đã chia cắt họ, khiến Thảo chìm đắm trong đau khổ và cuối cùng cũng tự vẫn. Linh hồn của Thảo đã không thể siêu thoát vì chưa tìm thấy được sự bình yên. Câu chuyện của Thảo và Phương giống hệt như của Minh và Nhi Thanh thốt lên. Có thể chúng ta có thể giúp Thảo tìm thấy bình yên, như chúng ta đã làm với Minh. Phần 15. Kế hoạch giải thoát. Lệ, Thanh và Hương quyết định thực hiện một nghi lễ tương tự như họ đã làm cho Minh và Nhi. Họ bắt đầu tìm kiếm thông tin về Phương, người đã mất tích từ lâu. Theo những ghi chép trong nhật ký, Phương được cho là đã sống trong một ngôi làng khác, nơi các linh hồn chưa siêu thoát thường hội tụ. Họ quyết định đến ngôi làng ấy để tìm kiếm Phương. Trên đường đi, họ gặp một chàng trai trẻ tên Tuấn, người đã nghe kể về câu chuyện của Thảo và Phương từ ông bà. Tuấn có một năng lực đặc biệt, anh có thể giao tiếp với các linh hồn. Có lẽ tôi có thể giúp các bạn, Tuấn nói. Tôi có thể tìm ra vị trí của Phương và giúp linh hồn cô ấy được giải thoát. Phần 16. Cuộc gặp gỡ định mệnh. Tại ngôi làng mới, Lệ, Thanh, Hương và Tuấn đã tìm được một ngôi nhà cũ kỹ, nơi Phương từng sống. Họ cùng nhau thực hiện một nghi lễ cầu nguyện dưới ánh trăng. Tuấn nhắm mắt, cảm nhận những linh hồn xung quanh và bắt đầu gọi tên Phương. Lát sau, một bóng hình xuất hiện, đó chính là Phương. Cô mang trong mình nỗi đau mất mát, nhưng ánh mắt cô cũng đầy hy vọng khi thấy Thảo. Tôi đã tìm kiếm cô trong suốt bao năm, Phương thì thầm. Nhưng tình yêu của chúng ta vẫn còn sống mãi. Phần 17. Giải thoát cho linh hồn. Hương, Lệ và Thanh đứng bên cạnh Tuấn, tạo thành một vòng tròn quanh Phương. Họ cùng nhau hát những bài thơ về tình yêu mà Thảo đã viết, gửi đến Phương những lời ngọt ngào và ấm áp. Ánh sáng từ mặt trăng chiếu sáng lên, hòa quyện với linh hồn của Phương. Cảm ơn các bạn, Phương nói, nụ cười rạng rỡ trên môi. Bây giờ tôi có thể yên lòng. Hãy để tình yêu dẫn dắt các bạn. Bằng một cử chỉ nhẹ nhàng, Phương đã hòa vào ánh sáng và biến mất, để lại cho họ cảm giác bình yên trong lòng. Họ đã thành công trong việc giải thoát cho linh hồn. Phần 18. Sự kết nối thế hệ. Khi trở về ngôi làng, Lệ, Thanh, Hương và Tuấn cảm thấy sự kết nối mạnh mẽ giữa những thế hệ. Họ nhận ra rằng câu chuyện của mình không chỉ là một hành trình cá nhân, mà còn là một phần của dòng chảy lịch sử. Tình yêu không chỉ tồn tại trong hiện tại mà còn liên kết những linh hồn đã ra đi. Hương quyết định viết một cuốn sách về những câu chuyện tình yêu đồng giới trong lịch sử, để mọi người có thể biết đến và tôn vinh những tình yêu đã bị lãng quên. Lệ và Thanh đã giúp cô thu thập những câu chuyện từ nhiều thế hệ. Phần 19. Hành trình mới. Thời gian trôi qua, ngôi làng trở thành một địa điểm nổi tiếng cho những người yêu nhau đến tham quan và tìm hiểu về tình yêu tự do. Lệ và Thanh mở một quán cà phê nhỏ, nơi mọi người có thể chia sẻ những câu chuyện của mình, và Hương thường tổ chức các buổi đọc thơ về tình yêu và sự tự do. Tuấn trở thành một người bạn thân thiết của họ, và cùng nhau, họ đã giúp đỡ nhiều người tìm thấy tình yêu và chấp nhận bản thân mình. Câu chuyện của họ không chỉ là về tình yêu, mà còn là về sự tha thứ và hy vọng. Phần 20. Một tương lai đầy hy vọng. Lệ và Thanh vẫn yêu nhau hơn bao giờ hết, nhưng họ cũng cảm thấy có trách nhiệm tiếp tục gìn giữ những câu chuyện của những người đã yêu thương. Họ đã biến ngôi làng thành một nơi an bình, nơi mọi người có thể đến và tôn vinh tình yêu, bất kể nó là gì. Dưới ánh trăng tròn, mỗi năm, họ vẫn tổ chức lễ hội yêu thương, nơi mọi người cùng nhau cầu nguyện cho tất cả các linh hồn và tình yêu trong quá khứ. Họ biết rằng tình yêu là sức mạnh vượt qua mọi rào cản, và chỉ cần tin tưởng, mọi điều sẽ có thể xảy ra. Và câu chuyện vẫn tiếp tục, với những tình yêu mới, những linh hồn mới, và những kỷ niệm không bao giờ phai nhạt. Phần 21. Những phù thủy và thầy cúng. Khi lễ hội yêu thương được tổ chức hàng năm, các truyền thuyết xung quanh ngôi làng cũng bắt đầu thu hút sự chú ý của những người từ xa đến. Trong số họ, có một thầy cúng tên là Đức, nổi tiếng với khả năng giao tiếp với thế giới tâm linh. Ông được biết đến với những nghi lễ cổ xưa và thường có những khách hàng từ khắp nơi tìm đến để tìm kiếm sự giúp đỡ.
Lệ và Thanh, sau khi nghe những câu chuyện về Đức, quyết định mời ông đến lễ hội. Họ hy vọng rằng sự hiện diện của ông sẽ tạo thêm sự huyền bí và nâng cao ý nghĩa của lễ hội. Phần 22. Cuộc gặp gỡ định mệnh. Khi Đức đến ngôi làng, ông đã thu hút sự chú ý của mọi người bằng những trang phục truyền thống và bộ dụng cụ gọi hồn. Ông mang theo một chiếc trống nhỏ và những chiếc bùa may mắn. Hương, với sự tò mò, đã quyết định tìm hiểu thêm về những nghi thức của ông. Những linh hồn không bao giờ thực sự rời bỏ chúng ta, Đức nói trong một buổi lễ. Họ sống trong những kỷ niệm và cảm xúc của chúng ta. Để giao tiếp với họ, chúng ta cần tạo ra một không gian thiêng liêng. Phần 23. Nghi lễ gọi hồn. Trong một buổi tối, Đức tổ chức một nghi lễ gọi hồn bên bờ hồ. Hàng trăm ngọn nến được thắp sáng, tạo nên một bầu không khí linh thiêng. Lệ, Thanh, Hương và Tuấn tham gia cùng với những người dân trong làng. Chúng ta sẽ gọi tên những người đã mất và kêu gọi linh hồn của họ trở về, Đức nói. Hãy nhớ rằng không phải tất cả linh hồn đều muốn trở lại. Nhưng nếu họ làm vậy, hãy chào đón họ với tất cả lòng yêu thương. Hương cảm thấy hồi hộp, nhưng cũng đầy háo hức. Cô ngồi bên cạnh Lệ và Thanh, chờ đợi tiếng gọi của linh hồn. Đức bắt đầu gõ trống và lặp lại những câu thần chú cổ xưa, đưa mọi người vào trạng thái thiền định. Phần 24. Linh hồn xuất hiện. Sau một khoảng thời gian, một hình bóng mờ ảo xuất hiện giữa những ngọn nến. Đó là Thảo, với ánh mắt dịu dàng và nụ cười ấm áp. Mọi người trong làng đều háo hức và xúc động. Cảm ơn các bạn đã gọi tôi về, Thảo nói. Tôi đã chờ đợi một thời gian dài. Tình yêu của tôi với Phương vẫn sống mãi, nhưng tôi cần phải làm một việc cuối cùng. Phần 25. Sự hiện diện của phù thủy. Trong lúc mọi người đang hạnh phúc gặp lại Thảo, một phù thủy tên là Hằng, người sống trong khu rừng gần đó, đã xuất hiện. Hằng có một quá khứ bí ẩn và thường được đồn đại là người đã giáng lời nguyền lên những cặp tình nhân không được chấp nhận. Các bạn không thể tự do gọi hồn mà không có sự cho phép của tôi, Hằng nói, giọng nói đầy quyền lực. Tôi là người giữ cổng giữa hai thế giới. Lệ và Thanh cảm thấy lo lắng, nhưng Đức không để bị lung lay. Tình yêu và sự chân thành không thể bị cấm đoán, ông nói. Chúng ta có quyền yêu và nhớ những người đã ra đi. Phần 26. Cuộc chiến giữa tình yêu và sự kiểm soát. Hằng, với sức mạnh của mình, đã cố gắng tạo ra một cơn bão để ngăn chặn cuộc gọi hồn. Nhưng Hương, Lệ, Thanh và Tuấn đã cùng nhau kết nối những kỷ niệm và tình yêu của họ với những linh hồn đã mất. Họ tạo ra một vòng tròn bảo vệ, truyền năng lượng cho nhau. Chúng ta không sợ hãi. Hương nói, ánh mắt quyết tâm. Chúng ta chỉ mong muốn tình yêu và bình yên. Trong khoảnh khắc này, một ánh sáng chói lòa tỏa ra từ vòng tròn và Hằng cảm thấy sức mạnh của tình yêu chảy qua. Cuối cùng, Hằng đã hạ thấp sức mạnh của mình và bóng tối dần tan biến. Phần 27. Hòa giải. Sau cuộc đối đầu, Hằng cảm nhận được sự chân thành trong lòng mọi người. Tôi không có quyền ngăn cản tình yêu, bà nói, giọng nói trở nên mềm mại hơn. Có lẽ tôi đã sai khi nghĩ rằng mình có thể kiểm soát những gì không thể kiểm soát. Thảo, với nụ cười hiền hòa, đã nói, tình yêu luôn thắng. Nếu bạn muốn, hãy cùng chúng tôi tạo ra một nghi lễ thật đẹp, nơi mọi người có thể tôn vinh tình yêu và sự tự do. Hằng đồng ý và cùng nhau, họ đã tổ chức một buổi lễ lớn hơn bao giờ hết, với sự kết hợp giữa các nghi thức của Đức và Hằng. Những linh hồn đã được vinh danh, và tình yêu của họ trở thành một phần không thể thiếu trong lịch sử của ngôi làng. Phần 28. Những di sản mới. Buổi lễ kết thúc trong niềm hân hoan, và những người tham gia đã cảm nhận được sự hòa quyện giữa các thế giới. Lệ, Thanh, Hương, Tuấn, Đức và Hằng trở thành những người bạn thân thiết, cùng nhau bảo vệ những câu chuyện tình yêu trong ngôi làng. Họ mở một trung tâm văn hóa, nơi mọi người có thể học hỏi về tình yêu, sự chấp nhận và các tập tục cổ truyền. Những câu chuyện lưu trai, ma mị, cùng những truyền thuyết về tình yêu sẽ được lưu giữ và truyền bá cho các thế hệ sau. Phần 29. Hành trình về nhà. Dưới ánh trăng tròn, Lệ và Thanh cùng nhau ngồi bên hồ, lắng nghe tiếng gió và những câu chuyện từ quá khứ. Họ biết rằng hành trình của họ chưa kết thúc, và những tình yêu vẫn sẽ tiếp tục sống mãi trong lòng mỗi người.
Chúng ta sẽ luôn ghi nhớ những người đã yêu thương chúng ta, Lệ nói. Họ sẽ sống mãi trong những câu chuyện của chúng ta. Và chúng ta sẽ tạo ra những câu chuyện mới, đầy tình yêu và hy vọng, Thanh đáp lại. Câu chuyện của họ, cùng với những linh hồn và những nhân vật mới, đã trở thành một biểu tượng của tình yêu và sự tự do, sống mãi trong tim mọi người. Phần 30. Ghen tuông và những nỗi đau. Trong không khí hân hoan của buổi lễ, giữa sự giao thoa giữa các thế giới, tình yêu của Lệ và Thanh bỗng gặp phải thử thách. Hương, cảm nhận được sự gắn bó ngày càng mạnh mẽ giữa hai người, không thể không so sánh bản thân với họ. Cô cảm thấy một nỗi cô đơn và sự thiếu thốn tình cảm, mặc dù luôn đứng bên họ với sự ủng hộ. Một buổi tối, khi ánh trăng tỏa sáng trên mặt hồ, Hương quyết định thổ lộ nỗi lòng của mình. Cô tìm Lệ, người mà cô đã luôn xem như chị, nhưng giờ đây lại cảm thấy ghen tị với tình yêu mà cô dành cho Thanh. Hệ thống và tình yêu của các bạn thật đẹp, Hương nói, giọng lạc đi. Nhưng sao các bạn không dành cho tôi một chút tình cảm nào? Lệ cảm thấy ngạc nhiên. Hương, em luôn là người quan trọng với chúng ta. Chị không hề muốn em cảm thấy như vậy. Tôi không muốn là một phần dự phòng trong cuộc sống của các bạn, Hương đáp lại, đôi mắt rưng rưng nước. Phần 31. Những tổn thương trong thế giới vô hình. Cùng lúc đó, ở thế giới vô hình, Thảo đang theo dõi mọi chuyện với trái tim đau đớn. Cô thấy Lệ và Thanh ngày càng gắn bó và nhận ra rằng tình yêu của mình dành cho Phương vẫn chưa nguôi ngoai. Sự ghen tị từ xa khiến cô cảm thấy bị bỏ rơi. Có lẽ tôi không nên can thiệp, Thảo nghĩ, nhưng lại cảm thấy một sức hút mạnh mẽ để giúp đỡ Hương. Cô quyết định xuất hiện trong giấc mơ của Hương, hy vọng có thể an ủi và hướng dẫn cô. Trong giấc mơ, Thảo xuất hiện trong một không gian huyền ảo, với ánh sáng lung linh xung quanh. Hương, tôi hiểu cảm giác của em. Tình yêu không phải lúc nào cũng công bằng. Nhưng em hãy nhớ rằng tình yêu chân thành sẽ luôn tồn tại, Thảo nói. Phần 32. Cuộc chiến giữa tình yêu và ghen tị. Hương tỉnh dậy, cảm thấy trái tim mình nặng trĩu hơn bao giờ hết. Cô không thể xóa nhòa hình ảnh của Thảo trong tâm trí, và càng ngày càng thấy sự ghen tị đè nén. Cô tìm gặp Tuấn, một chàng trai điển trai có vẻ ngoài lôi cuốn, nhưng cũng ẩn chứa nỗi buồn sâu thẳm. Tuấn từng yêu Thảo và vẫn chưa quên được cô. Hương quyết định nhờ Tuấn giúp đỡ trong cuộc chiến giành lấy sự chú ý của Lệ và Thanh. Tuấn, anh có thấy sự kết nối giữa Lệ và Thanh không? Em không thể để điều đó xảy ra. Em cần anh đứng về phía em, Hương nói với giọng đầy tuyệt vọng. Tuấn nhìn Hương, cảm nhận được nỗi đau của cô. Tôi hiểu cảm giác của em, nhưng hãy cẩn thận. Đừng để ghen tuông dẫn lối cho những hành động sai trái, anh nói. Nhưng sâu thẳm, anh cũng thấy bản thân bị lôi cuốn bởi Hương. Phần 33. Nước mắt và sự chia ly. Cuộc chiến giữa tình yêu và ghen tuông ngày càng trở nên căng thẳng. Hương không thể kiềm chế cảm xúc và đã có một cuộc cãi vã nảy lửa với Lệ. Chị không hiểu tôi. Tại sao chị luôn ưu tiên Thanh hơn tôi? Hương gào lên, nước mắt rơi trên má. Em không thể chỉ nghĩ cho bản thân mình. Lệ đáp, giọng đầy tức giận. Chị đã cố gắng để em cảm thấy thoải mái, nhưng tình yêu không thể ép buộc. Giữa những giọt nước mắt và sự căng thẳng, Hương đã quyết định từ bỏ và rời khỏi ngôi làng. Cô muốn tìm kiếm bản thân và sự bình yên, nhưng lòng đầy rối bời. Cô tìm về thế giới của Thảo, nơi mà những linh hồn chưa tìm thấy sự thanh thản. Phần 34. Linh hồn tìm kiếm. Trong khi đó, Thảo cảm nhận được sự thay đổi từ thế giới con người và quyết định vào cuộc. Cô cảm thấy cần phải làm một điều gì đó để giúp Hương và các bạn của mình. Thảo bắt đầu thực hiện một nghi thức để kêu gọi linh hồn của những người đã mất để tìm kiếm sự thông thái và hướng dẫn cho Hương. Tại buổi lễ, Thảo đã kêu gọi không chỉ linh hồn của mình mà còn cả linh hồn của những người đã từng đau khổ vì tình yêu. Họ cùng nhau gửi thông điệp tới Hương, hy vọng cô sẽ tìm thấy bình yên trong tâm hồn. Phần 35. Đường về nhà. Hương sau khi rời khỏi ngôi làng đã lang thang trong rừng, nơi mà những tiếng thì thầm của linh hồn vang lên bên tai. Cô cảm thấy cô đơn và nhớ nhung về tình yêu của Lệ và Thanh. Dù có ghen tuông, nhưng trong sâu thẳm, cô hiểu rằng tình yêu không thể bị chia cắt. Một đêm nọ, Hương nằm ngủ bên dưới bầu trời đầy sao và mơ thấy Thảo. Cô nghe tiếng nói êm dịu từ Thảo. Hãy trở về,
Hương, tình yêu chân thành sẽ luôn tìm được con đường của nó. Phần 36. Sự đoàn tụ. Hương tỉnh dậy với quyết tâm trong lòng. Cô quay trở về ngôi làng, lòng đầy hy vọng và sẵn sàng hàn gắn mọi thứ. Cô muốn thuyết phục Lệ và Thanh rằng tình yêu là điều đẹp đẽ, và ghen tuông chỉ là một phần nhỏ của hành trình. Khi Hương trở về, cô tìm thấy Lệ và Thanh đang ngồi bên hồ, thất vọng và buồn bã. Xin lỗi, tôi đã sai. Tôi không nên để ghen tuông chiếm lấy trái tim mình. Tôi đã mất đi những gì quý giá nhất, Hương nói, nước mắt lưng tròng. Lệ và Thanh, sau những gì đã trải qua, cũng nhận ra rằng họ không thể để sự ghen tuông phá hủy tình bạn. Họ ôm lấy Hương, hứa sẽ cùng nhau vượt qua mọi thử thách. Phần 37. Tình yêu tái tạo. Khi mọi người lại tụ tập bên hồ, Thảo xuất hiện, nụ cười tươi sáng trên môi. Tôi đã theo dõi các bạn từ xa và rất vui vì tình yêu đã chiến thắng, cô nói. Hãy nhớ rằng tình yêu là ánh sáng dẫn đường cho chúng ta. Những linh hồn đã trở về, những giọt nước mắt đã được lau khô, và tình yêu giữa ba người đã trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Họ cùng nhau xây dựng một tương lai mới, nơi không có chỗ cho ghen tuông và đau khổ, mà chỉ có tình yêu và sự đồng cảm. Ngôi làng trở nên thịnh vượng hơn bao giờ hết, với những câu chuyện mới về tình yêu, sự chấp nhận và sự tha thứ. Họ cùng nhau khám phá những bí ẩn của cuộc sống và cái chết, và những tình yêu bất diệt sẽ sống mãi trong lòng mọi người. Kết thúc câu chuyện, những hệ lụy đau thương. Sau khi cùng nhau vượt qua những thử thách và thử nghiệm tình yêu, Lệ, Thanh và Hương bắt đầu xây dựng lại cuộc sống của mình. Nhưng trong sâu thẳm trái tim mỗi người, những hệ lụy từ quá khứ vẫn ám ảnh và gây ra những nỗi đau. Lệ, gánh nặng của những ký ức. Lệ luôn là người mạnh mẽ và bao dung, nhưng sự ghen tuông đã làm cô nhận ra những nỗi sợ hãi bên trong mình. Cô thường xuyên hồi tưởng về những ngày đau khổ, khi phải chứng kiến Hương dằn vặt vì ghen tuông. Mặc dù tình yêu giữa cô và Thanh đang nở rộ, nhưng Lệ không thể hoàn toàn thoát khỏi cảm giác tội lỗi vì đã khiến Hương phải rời bỏ. Mỗi đêm, khi nhìn lên bầu trời sao, Lệ thường cảm thấy một nỗi trống vắng. Cô không chỉ gánh nặng cho tình yêu của mình, mà còn cho cả những vết thương trong lòng Hương. Cuộc sống của cô trở thành một cuộc chiến giữa niềm hạnh phúc và cảm giác tội lỗi, mà không bao giờ có thể chữa lành. Thanh, nỗi đau của sự mất mát. Thanh đã luôn là người ủng hộ và bên cạnh Lệ, nhưng sự căng thẳng giữa các mối quan hệ khiến cô cảm thấy chênh vênh. Cô đã từng yêu một người và giờ đây, khi nhìn thấy những tổn thương của Hương, Thanh không thể tránh khỏi cảm giác lo lắng. Cô tự hỏi liệu tình yêu của mình có đủ mạnh mẽ để vượt qua mọi sóng gió hay không. Dù tình yêu với Lệ vẫn chói sáng, những kỷ niệm về Thảo vẫn thường hiện lên trong tâm trí cô. Hình ảnh của Thảo và những giấc mơ không thành hiện thực khiến Thanh không thể tìm thấy sự bình yên. Đêm đến, cô thường nhìn ra ngoài cửa sổ, lắng nghe tiếng gió thổi và cảm thấy sự trống trải trong tâm hồn. Hương, tìm kiếm sự tha thứ. Hương, sau khi trở về ngôi làng, cảm thấy hối tiếc về những quyết định của mình. Cô biết rằng ghen tuông đã khiến cô mất đi nhiều điều quý giá, không chỉ là tình bạn mà còn là tình yêu. Dù đã làm lành với Lệ và Thanh, nhưng cảm giác tội lỗi vẫn đeo bám. Hương quyết định tìm kiếm sự tha thứ, không chỉ từ Lệ và Thanh mà còn từ chính bản thân mình. Cô tham gia vào các nghi lễ gọi hồn, hy vọng có thể kết nối với linh hồn của Thảo để tìm kiếm lời khuyên và sự an ủi. Mỗi lần tham gia nghi lễ, Hương cảm nhận được những nỗi đau chưa thể quên, nhưng đồng thời cũng tìm thấy sự an lạc trong lòng. Tuấn, nỗi đau của tình yêu không được đáp lại. Tuấn, sau khi giúp Hương đối mặt với những nỗi đau, lại phải đối diện với cảm xúc của chính mình. Anh đã yêu Thảo một cách chân thành, và giờ đây khi thấy Hương rơi vào vòng tay của Lệ và Thanh, anh cảm thấy một nỗi buồn không thể nào diễn tả. Tuấn đã từng hy vọng sẽ có một ngày nào đó, Thảo sẽ quay lại bên anh. Khi nhìn thấy những người bạn của mình tìm thấy hạnh phúc, Tuấn cảm thấy hạnh phúc cho họ, nhưng đồng thời cũng ghen tị với tình yêu mà họ có. Anh nhận ra rằng, dù có là bạn thân, anh cũng không thể kiểm soát cảm xúc của mình. Nỗi đau này vẫn ở lại trong tim anh, như một vết thương chưa lành. Thảo, linh hồn cô đơn. Cuối cùng, Thảo, linh hồn đã rời khỏi thế gian, vẫn lang thang trong không gian vô hình. Cô cảm nhận được những nỗi đau của Lệ, Thanh, Hương và Tuấn. Mặc dù đã tìm thấy sự thanh thản,
nhưng cô vẫn không thể thoát khỏi những ký ức đẹp và đau thương mà cuộc đời để lại. Thảo biết rằng, để mọi người có thể vượt qua, cô cần phải trở thành ánh sáng dẫn đường cho họ. Cô thường ghé thăm những giấc mơ của họ, giúp họ tìm thấy sự an lạc và lòng tha thứ. Nhưng đôi khi, Thảo cũng cảm thấy cô đơn và tiếc nuối về những điều chưa thể thực hiện trong cuộc đời mình. Kết luận, tình yêu và sự tha thứ. Dù mỗi nhân vật đều gánh nỗi đau và những hệ lụy từ quá khứ, nhưng họ cũng tìm thấy trong nhau một nguồn động lực để tiếp tục bước đi. Tình yêu không chỉ là niềm hạnh phúc mà còn là sự chấp nhận, tha thứ và hiểu biết lẫn nhau. Ngôi làng trở thành một nơi không chỉ lưu giữ kỷ niệm mà còn là nơi khởi đầu cho những hành trình mới. Họ cùng nhau xây dựng một tương lai, nơi những nỗi đau đã trở thành bài học quý giá, giúp họ trở nên mạnh mẽ và trưởng thành hơn. Dù có những vết thương, nhưng tình yêu và sự đoàn kết đã giúp họ vượt qua mọi sóng gió, tạo nên một câu chuyện đẹp để giữa con người và những linh hồn trong thế giới vô hình.